Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đường sắt chính thức mở bán vé tàu Tết Canh Tý từ ngày 20 tháng 10. Công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Thanh Hóa 9 tháng năm 2019. Đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Canh Tý từ ngày 20 tháng 10 với hàng chục đoàn tàu được tăng cường. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ 8 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2019, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Canh Tý 2020 trên tất cả các kênh, qua các website bán vé chính thức của ngành đường sắt, tại ga và các phòng vé ngoài ga, tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng, các đại lý bán vé tàu hỏa, qua các ứng dụng trên điện thoại smartphone. Với những ngày trước Tết từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 1 năm 2020, từ 26 đến 30 tháng Chạp, có tổng cộng 91 đoàn tàu chạy chiều Sài Gòn - Hà Nội. Những ngày sau Tết từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 1 năm 2020, tức là từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý, có 55 đoàn tàu chạy chiều Hà Nội - Sài Gòn. Để nâng cao công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư số 38/2019 sửa đổi một số điều của thông tư 12 quy định về đào tạo cấp giấy phép lái xe. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị giám sát, học viên phải học đầy đủ thời gian của môn học lý thuyết mới được dự sát hạch. Đặc biệt, thông tư quy định các cơ sở đào tạo phải lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe, số km học lái xe của học viên. Ngoài ra, thông tư cũng bổ sung thêm hai môn học là học xử lý tình huống giao thông trên phần mềm mô phỏng và tập lái xe trên cabin tập lái. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã có nhiều kế hoạch giải pháp tích cực trong việc vận động tuyên truyền cũng như quyết liệt trong công tác quản lý trật tự môi trường đô thị. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2019, tình hình trật tự đô thị, hành lang, vỉa hè trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Những tháng đầu năm 2019, công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến, lòng lề đường, vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp hơn. Có được kết quả trên, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai thực hiện nhiều kế hoạch cao điểm trong việc kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, họp chợ trái phép, xây dựng tập kết nguyên vật liệu trái quy định. Theo số liệu thống kê của Phòng Quản lý Đô thị 9 tháng năm 2019, đội kiểm tra quy tắc đô thị đã phối hợp với Ủy ban dân các phường, xã, xử phạt vi phạm hành chính 1 tỷ 321 triệu đồng, trong đó xử lý hơn 3.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tháo dỡ 30 mái che, mái vẩy, xử lý tạm giữ và tháo dỡ 3.042 ô dù, băng rôn, biển quảng cáo sai quy định. Trong thời gian tới thì Đảng và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục là chỉ đạo cho lực lượng công an, lực lượng quy tắc phối hợp với lực lượng quy tắc của thành phố để tuyên truyền vận động nhân dân và những trường hợp nào mà cố tình vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định làm sao mà đảm bảo được cái trật tự rồi đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Vĩnh Tâm. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy công tác đảm bảo trật tự trên địa bàn thành phố vẫn còn những hạn chế, như sau mỗi đợt ra quân giải tỏa thì tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra. Một số chợ cóc, chợ tạm sau giải tỏa vẫn hoạt động trở lại. Hành lang vỉa hè, gầm cầu vẫn bị người dân chiếm dụng để kinh doanh buôn bán. Nguyên nhân của tình trạng tái lấn chiếm là do ý thức thiếu tự giác chấp hành của người dân. Vai trò của chính quyền địa phương vẫn mờ nhạt. Nhiều nơi công tác bố trí lực lượng để duy trì tại các điểm đã giải tỏa chưa tốt nên tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra. Đội kiểm tra quy tắc đô thị đang phối hợp với ủy ban dân các phường xã. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân để thực hiện tốt cái việc chấp hành tốt cái trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, họp chợ cóc, chợ tạm trên một số cái khu vực. Thứ hai là tổ chức lực lượng phối hợp với công an thành phố và ủy ban dân các phường xã để xử lý triệt để các cái khu vực họp chợ cóc, chợ tạm. Xác định công tác đảm bảo trật tự đô thị không chỉ làm trong một sớm một chiều mà phải thường xuyên liên tục. Vì vậy, Ủy ban dân thành phố đang chỉ đạo các ban ngành chức năng của thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp, kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xóa bỏ các điểm kinh doanh chợ cóc, chợ tạm, đảm bảo trật tự đô thị văn minh, sạch đẹp, an toàn trên địa bàn thành phố. Chuyên mục an toàn giao thông 24 giờ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.